Những cuốn sách về bất động sản đáng đọc nhất. Xin chào tất cả bà con đã đến với ABC. Huy muốn chia sẻ những cuốn sách này đến với những ai là mới vào cái nghề bất động sản, dù là đầu tư, môi giới hay là những người chúng ta chuẩn bị mua cho mình một cái căn nhà đầu tiên. Bất động sản và những cuộc đấu trí. Sách này là của anh Hoàng Vinh, kênh YouTube Tất Đất Tất Vàng. Cả kênh YouTube và ở trong sách này thì anh Vinh chia sẻ rất là nhiều kiến thức. Thực tế anh Vinh đã đi đầu tư, đã rút ra kinh nghiệm như thế nào. Tất cả mọi thứ đó là được anh ghi lại rất là rõ, rất là dễ hiểu và dễ áp dụng. Hy vọng là chúng ta sẽ đến cái kênh YouTube Tất Đất Tất Vàng để mà theo dõi thêm những bí quyết vàng đầu tư bất động sản. Thực sự thì cái cuốn này mình chưa đọc và tại vì sao mà mình mua nó. Trong tất cả những cái cuốn sách ở đây thì cái cuốn này nhận được cái bình luận, cái lượt phản hồi của cái khán giả, của độc giả rất là nhiều, rất là tích cực. Ở trên cái Tiki, khi mà mọi người vào Tiki, mọi người gõ cái tựa đề của cuốn sách này, không có thấy ai chê cả, toàn khen thôi, mà khen rất là chi tiết nha. Khen chi tiết mà khen rất là đậm thấm luôn. Phong thủy trong bất động sản. Đối với mình ấy, thì cái cuốn này là cái cuốn giúp cho mình định hình về cái phong thủy nó rất là dễ, không có bị trừu tượng. Khi mà mình xem những cái video về phong thủy hoặc là mình đọc những cái bài viết về phong thủy nhà, cũng như là mình nghe những người khác chia sẻ, nghe nó có vẻ trừu tượng quá, nghe nó có vẻ ở trên nhiều quá, thì làm cho mình hơi bị là khó hiểu. Nhưng trong cuốn sách này á, thì tác giả là người Hàn Quốc, và ông chia sẻ lại ngay cả thực tế những cái ngôi nhà, những cái tòa nhà ở bên Hàn Quốc luôn. Những cái ngôi nhà đó nó bị lỗi như thế nào và cái cách sửa lỗi đó như thế nào, rồi chúng ta lựa chọn cái vị thế như thế nào để chúng ta đầu tư tốt, lựa chọn vị thế như thế nào để xoay nhà tốt, và nếu như cái vị thế đó nó không có tốt, nó bị lỗi này, nó bị lỗi kia, nó sát khí nhiều hay là nó âm khí nhiều, thì chúng ta có những cái cách nào để cho làm cho khí của nó là trở nên tốt cho sức khỏe cũng như là cái con đường kinh doanh, con đường phát triển của gia chủ. Đối với mình, cái cuốn này thì mình rất là thích. Từ cái nội dung kiến thức cho tới là cái sách phần giấy luôn. Rất là chất lượng, giấy rất là chất lượng. Đấy, rất là đẹp nữa. Tên của cuốn sách thì rất là chuẩn luôn. Phong thủy trong bất động sản, định giá bất động sản. Anh Trịnh Văn Mạnh cũng có một kênh YouTube là Trịnh Văn Mạnh. Cách mà anh Mạnh chia sẻ nó rất là mộc mạc, nó rất là gần gũi. Và khi mà mọi người học anh Mạnh, mọi người sẽ cảm thấy là cái người này không có cái sự mà ba hoa, không có cái sự là làm kiểu như là bề trên. Ảnh chia sẻ nó rất là bình dân. Tuy nhiên thì những cái kiến thức của ảnh không có bình dân tí nào. Những cái kiến thức của ảnh là nói từ những cái thất bại, những cái thành công của ảnh. Cuốn sổ tay pháp lý này là của luật sư Nguyễn Văn Lộc. Và nhất là đối với những ai chúng ta lần đầu đi mua nhà, những ai mà lần đầu chúng ta vào nghề bất động sản, thì chúng ta nên mua cuốn sách này để về đọc. Tại vì là nó sẽ giúp cho mình biết được những cái rủi ro về pháp lý. Mà nói về rủi ro về pháp lý thì nó vô vàn là rủi ro. Nó rất là nhiều thứ. Mà đó là cái rất là quan trọng, khiến cho nhiều người á, là bị mất trắng khi mà không biết những cái điều này. Thì Khang Nhung là một cái công ty về kinh doanh bất động sản, về vừa môi giới và hình như là Khang Nhung là có đầu tư riêng nữa. Thì đã chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức là đầu tư bất động sản từ trong Nam Sài Gòn, ven Sài Gòn, rồi là ra ngoài Đà Nẵng, Hội An rất là nhiều. 2000 mấy hay là 10 mấy gì đó, thành công cũng rất là tốt và cũng có những cái thất bại thì đều được ghi lại ở trong cái cuốn sách này. Và cái cuốn sách này thì cũng tạo cho các bạn cái niềm tin và cái niềm động lực vào cái công việc này rất là nhiều. Thực sự là những cái chia sẻ này nó rất là dễ hấp thụ. Những cái người đọc sách này chia sẻ lại rất là tích cực và họ rất là yêu thích và họ cảm ơn cái cuốn sách này rất là nhiều, đã giúp cho họ rất là nhiều. Bất động sản căn bản Trump University là cái sự kết hợp giữa Donald Trump và một cái người nữa, Gary Eret. Thì ông này là viết lại những cái kiến thức của Trump và ông này cũng có đi kinh doanh với Trump. Cái cuốn sách này thì mình mới đọc xong. Để mà nói về nó thì mình phải nói là rất là hài lòng. Tại vì nó miêu tả cho chúng ta từ những cái bước đầu chúng ta vào cái nghề đầu tư bất động sản thì chúng ta nên đi như thế nào. Và những cái mánh lới để cho chúng ta có thể biết được những cái mánh lới của những cái bên đối tác. Và bản thân chúng ta cũng biết về cái cách
làm sao để cho chúng ta có thể thỏa thuận được một cái mức giá rẻ nhất, thậm chí là rẻ hơn cái giá trị thật của cái bất động sản. Trong tất cả những cuốn sách ở đây thì cái cuốn sách của Donald Trump là cái cuốn sách nói chính xác và nói rất là tỉ mỉ nhất về cái cách định giá một bất động sản. Làm sao để cho chúng ta tăng cái giá trị cho bất động sản của mình lên. Đối với mình, cái cuốn sách này phải đọc đi đọc lại ít nhất là phải 3 lần, 5 lần thì mọi người sẽ học được nó nhiều hơn. Tại vì cái kiến thức nó quá nhiều và chúng ta cần phải đọc nhiều để cho hôm nay chúng ta ngộ ra được 10%, ngày mai chúng ta nhờ cái 10% đó mà chúng ta ngộ ra thêm được 10% khác, và sau đó ngày khác nữa thì từ cái 20% trước đó chúng ta lại ngộ ra được thêm 20% khác nữa. Cứ thế là chúng ta phải nhờ vào cái kiến thức nó móc xích với nhau để cho chúng ta có thể đạt được những cái kiến thức nó sâu hơn và nó rộng hơn. Cuốn này thì mình chưa có đọc, cuốn này thì mình chỉ có đọc review thôi. Quản lý việc đóng thuế, ví dụ là nhìn nó như thế. Hoặc là coi thử xem nè. Hãy nắm bắt cái lý tưởng của người mua. Đấy, trí tưởng tượng của người mua. Đấy, rồi là gì? Hãy bảo vệ khách hàng của bạn khỏi chính bản thân họ. Chỉ cần nhớ cái tựa thôi, cái tựa của cái mục thôi, cái mục lớn thôi là đã ok rồi. Rồi nếu như mà cuốn Donald Trump bất động sản căn bản dành cho cái người đầu tư, gối đầu giường cho những người mới vào nghề, thì cái này là gối đầu giường cho những cái người mà làm nghề môi giới bất động sản. Họ sẽ chỉ ra cho chúng ta bắt đầu nghề như thế nào, bán hàng ra làm sao, tìm khách hàng tiềm năng như thế nào, làm sao để mà tăng cái doanh thu lên, làm sao để mà tăng cái nguồn hàng của mình lên, làm sao mà tăng cái khách hàng tiềm năng. Thì cái cuốn sách này được đánh giá rất là cao trong cái cộng đồng môi giới ở Việt Nam. Thì chúng ta nên tham khảo cái cuốn sách này, nên đọc cái cuốn sách này nhé. Bây giờ chúng ta đang thuê nhà, bây giờ chúng ta đang túng quẫn thì bây giờ phải làm bắt đầu như thế nào, tiết kiệm như thế nào, mua nhà như thế nào, vận động tiền bạc vốn liếng rồi như thế nào, tất cả những cái chi tiết để cho chúng ta có thể là cố gắng mua được cái nhà đầu tiên. Rồi sau đó có được cái nhà đầu tiên rồi thì làm sao để cho chúng ta có thể mua được cái căn nhà thứ hai, thì tác giả đã chia sẻ trong này. Thì đây là một cái cuốn sách mà mình thấy hiện tại ở trên YouTube cũng như là ở trên những cái kênh bán hàng, những cái sàn thương mại điện tử bán sách đó, rất là nhìn nhiều người quan tâm, nhiều người tương tác và nhiều người khen cái cuốn sách này. Anh Dương Duy Hùng là một cái nhà đào tạo môi giới bất động sản ở Hà Nội và anh cũng có một cái kênh YouTube là Dương Duy Hùng. Thì chúng ta có thể là vào đó để mà học những cái kiến thức anh chia sẻ, kiến thức về sale, kiến thức về tìm kiếm khách hàng tiềm năng, kiến thức về làm sao để mà cho chúng ta trở thành một cái người môi giới chuyên nghiệp. Cái góc nhìn nó thay đổi hơn so với là những cái cách truyền thống. Kiến thức mà ảnh chia sẻ thì nó cũng rất là dễ áp dụng. Mọi người đọc cái cuốn sách này để cho chúng ta bắt đầu cái nghề của mình, môi giới bất động sản của mình, nó thật là tốt nha. Câu chuyện được và mất trong đầu tư bất động sản, chiến lược ngách, 5 bí mật đầu tư bất động sản ở Việt Nam kiếm bạc tỷ. Cái tác dụng của cuốn sách này thì có thể là cái sự tặng thêm hoặc là cái sự bonus thêm về cái giá trị cho khách hàng khi mà khách hàng mua cái cuốn sách này của anh Mạnh. Cuốn này thì mình đã đọc chỉ có mới có 1/5 thôi. Và cái ban đầu thì họ sẽ nói ra những cái hình thức kinh doanh, những cái hình thức, những cái ngành nghề nó liên quan trong cái nghề mà bất động sản này, trong cái ngành bất động sản này. Nó không có sạch sành sanh tất cả đâu các bạn, nhưng mà nó là những cái nó rất là cốt yếu. Ở đây là tất cả những cái gì mà nó dính líu trực tiếp tới bất động sản. Còn cái đây thì nhìn nó chả có dính líu gì tới bất động sản, nhưng mà mình chia sẻ với mọi người tại vì sao. Trong cái thời buổi hôm nay, khi mà chúng ta mua bán một cái gì hầu như nó đều có liên quan tới cái mạng xã hội. Và cái cuốn sách này nó giúp cho chúng ta biết được cái cách xây dựng cái thương hiệu trên mạng xã hội là như thế nào, để cho chúng ta có thể bán được bất động sản, để là mua được bất động sản, làm sao cho người khác nhìn mình và đánh giá mình là có giá trị. Mình thì không có hoa hồng hay là không có affiliate những cái này. Mình làm như thế thì để cho chúng ta có thể thiết lập được cái mối quan hệ với những người bán bất động sản, mua bất động sản, thì đâu đó thì chúng ta sẽ có mối quan hệ rồi, mình có thể hợp tác với nhau. Hoặc là khi mà mình, cho dù là mình không có hợp tác, nhưng mà ít nhất là mình là cái người cũng có cái chút giá trị đối với một cái ai đó ở ngoài kia. Cái điều đó nó trở thành cái niềm vui để cho chúng ta sống một cách là ngày càng là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại và sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những cái cuốn sách mới hơn, hay hơn và cần cho mọi người hơn trong cái lĩnh vực bất động sản.
Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc. Bye bye.